Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài, lấy lẽ do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Cô ơi, nước Việt Nam thiếu gì trai trẻ, mà vội đi lấy lẽ ba tàu, của tiền quý báu là bao, đem tuổi 18 so vào 40, rồi nuôi tánh biếng lười mê ngủ, để ngày kia ủ rũ đau thương, khi ba tàu sách gói hồi hương, vàng bạc tóm, bỏ cô thơ thần cô nhìn theo muôn vàn tiếc hận, cô vì chàng mà bẩn tiết trinh, cô tủi thân, cô lại bất bình. Nhưng muộn quá, tuổi xuân không trở lại. Trong tương lai cô đầy sợ hãi. Hoa úa tàn, người lại rẻ khinh. Cô tiếc rằng phải tuổi còn sinh xanh, cô sẽ chọn người chồng Nam Việt. Ở trong làng thanh niên thanh niết, tuy nghèo nàn mà biết thủy chung. Yêu thương nhau đến phút cuối cùng. Vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc ta là khách phương xa tá túc, thấy sự đời vẽ chút văn chương. Thấy đời cô chìm đắm trong gió sương. Than ít tiếng gọi hồn chủng loại. Việt Nam, người Việt Nam mau trở lại, yêu giống nói có phải hơn không? Dầu sao cũng giống lạc hồng. Năm 1946, Đức Huỳnh giáo chủ có gặp một cô gái lấy lẽ ba tàu. Tức cảnh ngài có làm bài thi trên đây, ký biệt hiệu hoài Việt. Lời bình Đức Huỳnh giáo chủ mượn hoàn cảnh cô gái Việt lấy chồng tàu để tiên tri tương lai nước Việt Nam và thế giới. Câu sấm. Cô sẽ chọn người chồng Nam Việt. Cụm từ Nam Việt là tên nước Việt ta thời triệu vũ vương năm 207 trước Tây Lịch có biên cương gồm hai tỉnh Quảng Đông Quảng Tây Lưỡng Quảng. Qua bao triều đại, bị giặc tàu xâm lấn mãi, tổ tiên lạc Việt của ta phải bỏ đất Lưỡng Quảng, di cư đến đất Thăng Long để tránh đại nạn Hán hóa nỗi lo bị hán hóa là đại họa chung của dân việt từ ngàn xưa cho tới ngàn sau quả là khủng khiếp người con gái việt nên tự trọng tránh đừng lấy lẽ ba tàu nhơ danh tiết sắp tới đây khi trận giặc biển đông bùng nổ mấy thằng ba tàu sợ chết vội vã gom tiền sách gói hồi hương bỏ mấy ả à vợ lẽ ở lại bơ vơ thật là tủi hổ và đồng thời mượn cái sự cố thiên cơ lấy lẽ ba tàu để Đức Thầy khuyên răn các chính khách toàn thế giới, đặc biệt là chính khách Mỹ. Nixon và Kissinger đừng sai lầm tin tưởng lời đường mật của Trung Quốc mà phải lãnh hậu quả thảm sầu về sau. Cụm từ Nam Việt trong bài thơ đủ để nói lên tinh thần truyền thống chủng tộc Việt Nam, quyết không để bị hán hóa, không để mất gốc giống nòi hồng lạc rồng tiên. Khi nào Đức Thầy viết chữ đặt trong dấu ngoặc kép, thì chữ đó có cái lý thiên cơ đặc biệt ví như trong bài thơ này có cụm từ ba tàu được đức thầy đặt trong dấu ngoặc kép phải chăng cụm từ ba tàu là thuật ngữ thiên cơ có từ xa xưa do tiền bối ta truyền trong dân gian để cảnh báo trước rằng trung quốc ỷ nước lớn có ưu thế về hạm đội tàu chiến trên biển đông dương oai tấn công các nước nhỏ trong vùng khiến mỹ và đồng minh can thiệp tham chiến gây ra thế chiến ba tận thế sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ thuyết trên đường khuyến nông từ miền Tây về Sài Gòn năm Ất Dậu 1945. Với đề tài lấy lẽ ba tàu, Đức Huỳnh giáo chủ tiên tri Quế Hạ Ngươn, sẽ có nhiều người tàu từ Trung Quốc sang Việt Nam lợi dụng kẽ hở pháp luật lấy lẽ gái Việt đứng tên đất đầu tư bất động sản trục lợi làm giàu. Và đồng thời, mượn cái sự cố thiên cơ lấy lẽ ba tàu, để Đức Thầy khuyên răn các chính khách toàn thế giới đặc biệt là chính khách Mỹ. Nixon và Kissinger đừng sai lầm tin tưởng lời đường mật của Trung Quốc mà phải lãnh hậu quả thảm sầu về sau. Mỹ tàu khán khít tâm giao. Nixon hăm hở cùng mau tâm tình, cả hai cuốn quýt bóng hình. Miệng cười tay bắt lung linh tuyệt vời, đô la công nghệ bao đời. Mỹ trao tàu tóm vốn lời tình yêu, mối tình tàu Mỹ Mỹ miều tình yêu ấp ủ nâng niu tháng ngày, chớ chiêu con tạo thầy lay, có không không có khôi hài hóa công, phù dung nở mãi hay không? Hay là sớm nở chiều mong héo tàn, tình yêu tàu mỹ tình tang, tình đầu giang dở dở giang ai hoài, đảo điên giành giật dần dai, tàu mưu đuổi mỹ khỏi dày biển đông, tàu mộng thay chủ nhân ông, đứng đầu chùm cả trần hồng thế gian. Mỹ phá thế trận tàu man. Mỹ tàu đấu chiến muôn ngàn thây phơi, máy bay hỏa tiễn dợp trời. Thủy lôi tàu lặn tơi bời đấu tranh, đấu tranh tranh đấu rực rảnh, khiến cho trái đất tan tành tiêu diêu, than ôi kết quả tình yêu. Mỹ tàu tàu Mỹ Mỹ miều cũng san, luật trời kim cổ chứa chan. Có không không có gian nan hồng trận, nay còn mai mất xoay vần. Thay nhau lên xuống quan dân đồng đều. Mỹ châu trọng thủy vì yêu, cả hai cùng chết tiêu điều tang thương. Ngày nay tàu Mỹ trung đường, tình yêu tan vỡ họa vương tận đời. Kỳ vân cư sĩ, buồn trai Việt, buồn trai Việt thế thời vận bỉ. Gái Việt Nam thủ thị cùng nhau, tranh đua lấy ngoại ảo ảo. Nam Phương sắp sửa thay trào ai hay, buồn non nước củ nhầy hỗn độn. Bởi vô vương lộn xộn Nam trào, công ngôn dung hạnh lao đao gặp cơn kinh tế lăn nhào còn đâu buồn thời thế sao lâu quá vậy đồng bảo ơi bươn bải vượt qua kiên trì nhẫn nhục tâm ta chờ cho tiếng nổ ngơn ba phục hồi buồn chẳng biết đất trời sắp đổi bá gia ơi tầm lối trở về di lạc tái thế giải mê long hoa đại hội gần kề mở ra buồn không tỉnh ma ha chân lý đạo trong tâm đừng phí bên ngoài hữu vi sắc tướng khó lay chúc cầu trăm họ nhận ngay tỉnh lòng. Buồn vô vi sắc không ai hiểu, nếu đạt rồi y kiểu trần điều, Phật môn tránh pháp mục tiêu. Con đường hòa hảo phiêu diêu an nhàn, buồn chưa rõ hình tàng sơn biểu. Kỳ hương thầy giáo chủ long hoa, tần dân thánh đức nho ra, tam công lập đức đậm đà tổn lai. Buồn vui vẻ lai dài tiên tiểu, diệu bồ đảo ai hữu hòa duyên. Nhấp vô quên hết trần miền cam lồ tươi nhuận tâm thiền huệ khai, buồn dây dứt xin ai đừng giận. Ý của ngôn kính cẩn tâm yên, di già lục tự huyền thiên, giải sầu bá tánh não phiền tiêu tan, trai Việt đất nam biểu giống dòng, trung can hào khí sơn định tông, hiếu hiền ẩn nhẫn kỳ tái tạo, đạo pháp dung hòa hương đậm nồng. kali ngày 19 tháng 6 năm 2021, huyền thông kính bút. Lời bình của kỳ vân cư sĩ Ngày xưa, Đức Thầy Huỳnh giáo chủ buồn vì phong trào gái Việt lấy chồng trẻ, còn ngày nay bạn huyền thông không buồn phong trào gái Việt lấy chồng trẻ, mà buồn vì gái Việt đua nhau lấy chồng ngoại đi khắp các châu, chủ yếu là châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Tất cả lấy chồng tại vì vật chất, chớ không vì tình yêu chân thật. Rồi nay mai đây khi khói lửa chiến tranh ngút trời bom nguyên tử nổ, an sinh xã hội không còn xã hội rối loạn, nạn kỳ thị chủng tộc nổi lên, da trắng tiêu diệt da màu. Chừng đó chạy đi đâu? Về Việt Nam. Khó lắm. Ra đi thì dễ, ngày về gian nan. Bạn huyền thông buồn là phải. Ôi lòng từ bi vô lượng, huyền thông biết trước thiên cơ viết thơ báo động cho phái nữ Việt Nam cảnh giác. Kỳ vân siêu tầm. Đời lai là đời tận. Trước ba tháng Phật đà nhập tịch, ngài thuyết kinh tận diệt tiên tri giáo pháp ngài sẽ bị tàn suy. Cũng là lúc hoàn cầu thiêu hủy, nhưng không nói thời gian rõ kỹ, chỉ nêu vài chú ý tỏ bày. Đến khi nào mọi thứ đều lai, không còn được thuần trong tinh khiết, đó là lúc thế gian tiêu diệt. Để Phật vương di lạc ra đời, chấn hưng nền Phật giáo sáng ngời, cũng là lúc Long Hoa khai mở. Này nhìn thấy vô cùng kinh sợ, mọi thứ đều lai hết không còn chùa triền lai con cháu ma vương, làm dâm dục bôi trai phá giới. Tạo xây cất réo kêu khuyên tởi, cho bá ra dưng cúng bạc tiền. Dối rằng lo tu bổ chùa triền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Trong trai gái ngoại lai hết cả, không còn gìn phong hóa nước nhà. Câu tam tung bọn gái lơ là... Chữ hiếu nghĩa kẻ trai không vẹn, lai cây cối cá cua chim én. Lại văn minh công nghệ đồ dùng, cả thế gian đang chịu lai chung, của tàu trệt khốn cùng thê thảm, lai sinh học dịch ôn kinh tởm, covid đi khắp cả thế gian, ghé nơi nào là chết cả làng, khiến thế giới kinh hoàng một trận, lai quân sự khiến tàu gian lận, lặn biển đông gây hấn láng giềng, để mùi thân các nước nổi điên, kéo về đánh ngửa nghiêng trời đất, gái việt lai tàu mua đất cát, để dễ bể quan sát đó đây, rồi trở về lập trận đông tây, làm suy sụp phố thành rơi lệ. bom nguyên tử vỡ màn tận thế. ba quả rơi thiêu hủy hoàn toàn. bảy ngày đêm không thấy trời trăng. khí độc hít cả làng đều chết. người kháng được là người chân thật. biết ăn chay tu niệm hiền lương. được phật trời che chở khỏi vương. để sống sót lập đời ngươn thượng. thế giới ngày nay quá đảo điên. say mê danh lợi với đồng tiền. mẹo mưu mưu mẹo tham gian quá chỉ biết đem về tạo của riêng. Của riêng để hưởng thụ cho mình, bầy tiệc ăn chơi lắm sát sinh. Chẳng nễ chẳng kiêng trời Phật Thánh, nên giờ phải gánh khổ triền miên. Triền miên thiên họa với binh đào, dịch tả dịch ôn sống được nào. Hãy tỉnh quay về cho kịp lúc, tu thân sám hối thoát trần lao. Nam Mô A Di Đà Phật Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 12 năm 2023 Thanh Trơn Cư Sĩ xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem